chức năng hệ thống phanh chủ động thông minh trên Ford Everest Titanium động cơ 2.0 biturbo đã cứu cho tôi một bàn thua trông thấy. Đấy là một người đi bộ đang đi qua đường và tình huống vừa rồi là tôi hơi mất tập trung, tôi không kịp đạp phanh và chiếc xe đã tự phanh. Và đây là một trong hệ thống rất hay trên Ford Everest. Và thưa các bạn, Ford Everest cũng hiện tại đang là một sản phẩm được trang bị nhiều cái công nghệ nhất trong cùng phân khúc với giá loanh quanh là khoảng 1.4 tỷ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm tất cả những cái gì thuộc về công nghệ, thuộc về chức năng trên mẫu xe này. Về mặt thiết kế, Everest biturbo mới không thay đổi so với phiên bản trước. Mặt ca lăng gồm 3 thanh ngang chrome tạo sự khác biệt so với các bản thấp hơn. Xe được trang bị một loạt cảm biến va chạm phía trước. Everest biturbo sử dụng đèn pha HID tự động, tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Với giá niêm yết 1,4 tỷ, Everest luôn trang bị cho người dùng hai bệ đỡ chân thay vì lựa chọn bổ sung như một số dòng xe khác. Bộ la răng kích thước 20 inch thuộc diện to nhất phân khúc, trong khi các đối thủ chỉ dùng loại 18 hoặc 19 inch. Đuôi xe không có nhiều thay đổi, bổ sung thêm chữ Everest khắc trên thanh kim loại nối hai đèn hậu. Cản sau cũng sơn màu khác biệt, tương tự như cản trước và tích hợp cảm biến va chạm. Có thể nói tổng thể bề ngoài của Everest cho thấy sự trau chuốt của đội ngũ thiết kế, đặc biệt ở phần đầu xe khi cụm đèn tạo nên sự liền mạch với mặt ca lăng, trong khi vẫn giữ được đặc trưng nét cơ bắp của xe Mỹ. Nếu như tay tôi đang phải xách rất nhiều hành lý thì tôi có thể đá cốp. Và khoang chứa đồ thưa các bạn. Chức năng đá cốp thì không phải mẫu xe nào trong phân khúc này cũng có nhé. Bây giờ với những chiếc xe Ford thì những cái tính năng thông minh, những cái tính năng tiện ích cho người dùng thì hầu hết trên các bản cao cấp đều có hết. Và các bạn sẽ nhìn thấy được cái không gian chứa đồ nó như thế này. Bên dưới thì cũng có vị trí để các cái vật dụng nha các bạn. Ví dụ như là tôi sẽ để những cái đèn soi này đấy. Rồi hộp dụng cụ này, thậm chí những đôi dép để đi cho nó mát chân này, bàn chải. Và tôi sẽ có được cái chức năng gập ghế bằng điện. Sàn phẳng lì luôn nhá. Tha hồ chứa đồ, các bạn có thể thấy được cái không gian rất là rộng. Đấy, gập lại, thả tay ra và chiếc cốp xuống. Cửa sổ trời thì rộng miên man. Sự hài hòa của Everest tiếp nối ở thiết kế cabin, không gian nội thất tạo cảm giác tiện lợi cho người dùng ngay khi bước vào. Khu vực cần số bố trí toàn bộ các chức năng như hỗ trợ chế độ lái, hỗ trợ độ xe song song, khóa vi sai, điện cầu sau. Tất cả đều trực quan và dễ dàng. Ghế của Everest bọc ra toàn bộ, vị trí người lái chỉnh 8 hướng, có đỡ đùi, xe có điều hòa tự động 2 vùng. Đáng chú ý, SUV của Ford tích hợp hệ thống kết nối Sync 3 mang đến nhiều thuận tiện cho người lái. Nhiều tính năng trên xe có thể ra lệnh bằng giọng nói. Tuy nhiên hệ thống này hiện tại chỉ hỗ trợ giao tiếp tiếng Anh. Về thiết kế nội thất thì trong cái phân khúc xe nó khoảng 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 thì tôi nghĩ rằng Everest là một trong những cái mẫu xe có cái thiết kế nội thất hấp dẫn hàng đầu đấy. Nhưng nếu so cùng tầm tiền thì so với cả Santa Fe và CX-8 mà tôi vừa mới lái thử ấy, thì ba mẫu xe này là đều có cái dàn táp lô phía trước, thiết kế vô lăng và các cụm điều khiển đẹp. Chiếc xe Ford ngày nay thì cái thiết kế vô lăng phải nói là tuyệt vời. Bởi vì hầu hết những cái bản cao nhất trong tất cả các dòng xe Ford các bạn sẽ thấy là rất nhiều cái phím điều khiển. Những phím điều khiển này có thì đương nhiên rồi những cái tính năng thông minh nó cũng sẽ có hơn. Ví dụ như các bạn nhìn bên trái này là sẽ thấy được là cái hệ thống Adaptive Cruise Control. Đó, ở phía trên này thì nhá, các bạn hãy nhìn phía sau cái màn hình đẹp đẹp màu xanh kia kìa. Đấy, thì bạn sẽ thấy là tôi có thể xem những cái áp suất lốp này. Đấy, áp suất lốp này nhá. Rồi thông tin km hiển thị kỹ thuật số này. Rồi cái độ cân bằng của xe khi off-road này. Đồng hồ vòng tour này, tất cả đều là digital. Đó. Và chúng ta có thể chọn các chế độ điều khiển. Rồi chọn cái hỗ trợ người lái, vân 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 vân. Khoanh tay trên một chiếc SUV to nhưng cũng được thiết kế đẹp đấy. Nếu như mà nó là phanh tay điện tử nữa thì còn đẹp nữa. Ốc ngăn chứa đồ. Đấy, 3 4 5 chai nước. Nhét thêm thì vẫn được. Thực ra nếu như với cái hộp chứa đồ này mà có cái chế độ lấy gió làm mát vào đây nữa thì phải nói là tuyệt vời. Đấy, bước lên xe. Hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai ngồi khá là thoải mái đấy.
Cái không gian thì rộng. Đấy. Để đồ vị trí để chai nước. Cặp vào đây. Đấy. Ở giữa cũng có tựa đầu, ba tựa đầu. Điều chỉnh độ ngả của lưng ghế, độ ngả đây ạ. Đây đang là vị trí khá tốt rồi nhá. Nhưng mà ngửa ra như thế này vẫn được. Đấy, khoảng trống. Và cái hàng ghế này tôi có thể điều khiển lên để tạo thêm không gian cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Hơn nữa là các bạn sẽ thấy rằng với những cái chiếc xe Ford ngày nay á, thì họ trang bị rất nhiều công nghệ và tiện ích cho người dùng. Cửa gió này ở trên trần, nó làm cái kiểu cửa gió đấy. Tại mỗi vị trí ghế đều có cửa gió và bảy túi khí. Với nghề của chúng tôi thì tôi rất thích cái cổng sạc 220 này, 230 này, nó sạc tất cả thiết bị. Thực ra hàng ghế thứ ba này chúng ta chia sẻ với hàng ghế thứ hai vì cái không gian thì ngồi sẽ được như thế này, có tựa đầu ạ. Đấy, có tựa đầu. Và cái tư thế ngồi của chúng ta ở hàng ghế thứ ba nó sẽ khác những chiếc xe CX-8 hay là chiếc Santa Fe. Cái dòng thân liền khối đấy ạ. Đấy. Còn body and frame thì chúng ta sẽ có được cái tầm nhìn về phía trước nó thoáng, nó rộng hơn kia. Thì chúng ta sẽ bị ngồi tụt xuống như thế này. Đấy, chúng ta sẽ chỉ thấy đầu phía trước thôi. Còn đây chúng ta có thể ô thoáng ở bên trái, chúng ta vẫn ngắm được ai đó đi ngoài kia. Với một chiếc xe SUV nhiều công nghệ hỗ trợ thì khi chúng ta chạy trên cao tốc thì chúng ta mới được tận hưởng hết, thưa các bạn. Tận hưởng đầu tiên là lợi thế của một chiếc xe có cấu hình là SUV. Thứ nhất là tư thế ngồi rất là cao. Cái thứ hai là tầm quan sát rất tốt. Ba là không gian rộng rãi. Và khi mà tôi đang chạy ở cao tốc với cái tốc độ 80 km/h như thế này này, thì thực sự là tôi thích cái khả năng cách âm của Everest. Nó tốt thực sự. Và một trong những lý do khiến Everest có khả năng cách âm tốt là do trang bị hệ thống chống ồn chủ động. Nguyên lý của hệ thống này hoạt động ra sao? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn video ngay sau đây. Và một trong những cái công nghệ mình yêu thích trên những chiếc xe Ford nói chung và Everest này chính là công nghệ Adaptive Cruise Control cộng với Lane Keeping. Hai cái công nghệ này thực sự là khi mà chúng ta đi cao tốc thì chúng ta sẽ thấy nó hay như thế nào, mà càng dùng quen nói thực sự càng nghiện luôn. Đây, một chiếc xe tải phía trước nhá. Đấy, và tốc độ tôi cài là 90 nhưng mà xe nó tự phanh lại. Hệ thống đỡ làn thì nếu như chúng ta lỡ chạch làn thì nó sẽ đỡ lại. Đấy, các bạn thấy không? Tốc độ giảm nhé. Tốc độ cài đặt phía bên trái các bạn sẽ thấy là 90 km/h, nhưng thực tế km là chỉ 60 km/h. Và nếu như tôi chuyển làn sang bên đây, đây ạ, thì xe lại tự động tăng tốc lên. Nhưng mà các bạn có thể bỏ nó đi. Ví dụ đối với cái hệ thống hỗ trợ lệch làn này, nó có các cái mức hỗ trợ, như là một là chỉ cảnh báo thôi đó, hai là đỡ lái, ba là cả hai. Đấy. Nhưng mà nó lại tổ hợp với cái vấn đề là bạn có thể cài đặt cái mức can thiệp nó tới đâu, mức hỗ trợ tới đâu. Ví dụ như là thấp, mức độ trung bình và mức độ cao. Còn về cái động cơ turbo này thì khi mà chuyển từ động cơ 3.2 sang động cơ 2.0 turbo, biturbo, thì thực sự nó điều đầu tiên hưởng lợi là về giá. Bởi vì động cơ càng nhỏ thì thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó cũng được hưởng lợi hơn, nó cũng ở thấp hơn. Cái thứ hai là biturbo 2.0 thì nó cũng mang lại cái công suất tương đương với cái máy 3.2, nhưng cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ tốt hơn khi mà nó cùng phối hợp với cái hộp số là 10 cấp. Thực ra cái hộp số 10 cấp này tôi nghĩ rằng cái tốc độ cực đại nó đạt được thì chỉ khoảng số 7 hoặc số 8 thôi. Bạn nào thử rồi thì vui lòng comment bên dưới nhé. Còn kiểu như là số 9 và số 10 thì chủ yếu là để nó giảm cái tỷ số truyền cuối. Như vậy thì nó sẽ tăng cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thế là với cái hộp số 10 cấp này, nếu như thưa các bạn, nó nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn với cái động cơ thì có lẽ đấy là điều tuyệt vời. Bởi vì với cái hộp số 10 cấp này nhá, để tôi để chế độ normal đây,
chế độ tiêu chuẩn, thì cái việc mà nó lựa chọn số đôi khi tôi cảm nhận là nó phải ngần ngừ, mất thời gian. Còn về cái độ trễ của turbo thì trên cái động cơ này thì đã xử lý mình nghĩ là được, bởi vì là nó sử dụng hai cái turbo, một turbo nhỏ ở tốc độ thấp và turbo lớn giải quyết được cái vấn đề vòng tua cao. Rồi bây giờ thì vào đường xấu thì tôi sẽ thử các cái hệ thống hỗ trợ của Ford Everest như thế nào nhá. Một chiếc xe thông minh thì nó sẽ luôn biết cách hỗ trợ người lái nhiều nhất có thể. Ở đây là một con dốc này. Nếu như mà tôi lười lái chẳng hạn, hoặc tôi chưa quen, hoặc là nhìn nó cao quá hay như thế nào đấy, thì tôi có thể bật cái hệ thống hỗ trợ ở đây lên ạ. Đấy, đấy. Hill Descent Control Ready. Như vậy thì khi mà tôi xuống dốc, xe sẽ tự phanh. Đấy, các bạn sẽ thấy không? Sẽ tự phanh hết. Đấy, tôi sẽ không phải làm gì cả. Tốc độ nó chỉ bò khoảng 5-10 km/h thôi. À, cũng nhàn, cũng nhàn, thực sự là nhàn. Rồi, hết rồi thì tôi có thể tắt đi. Rồi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng có. Tôi gọi mẫu xe này gọi là mắc về công nghệ mà, trong cùng phân khúc. Đấy. Thả chân ra, 3, 2, 1. Đấy, hỗ trợ rất đơn giản. Trên Everest thì các bạn sẽ thấy nhá, nó có 4 cái chế độ hoạt động. Chế độ thứ nhất là chế độ tiêu chuẩn này. Đấy, các bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ có. Chế độ thứ hai là chế độ snow, map grass, tức là đường sỏi, đường tuyết. Chế độ thứ ba là sand. Đấy, chế độ thứ tư là leo đá. Đấy, quá chưa? Tức là mẫu xe này có thể là đa địa hình luôn. Đấy, tất nhiên mẫu leo đá này chúng ta phải cài cầu chậm. Thì ở cái đường này thì tôi sẽ chọn cái chế độ map and grass. Tức là ở cái chế độ này thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái việc là họ sẽ... Ở cái chế độ này thì xe sẽ tối ưu theo cái đường địa hình như vậy. Ví dụ như nó khác cái chế độ chạy đường cát là như thế nào ạ? Là cái kiểm soát độ bám. Nếu như ở đường cát nhá, thì cái hệ thống traction control nó sẽ tắt đi. Thậm chí giảm cái mức can thiệp ở mức thấp nhất để bánh xe nó có thể trượt trên cát và nó đào cát để nó đi. Đấy, còn nếu mà nó không trượt được thì là căng đấy. Nếu mà trên cát ấy, kỹ năng chạy địa hình trên cát chúng ta phải tắt cái traction control đi mà. Còn trên đường sỏi đá rồi này, nếu như mà chúng ta tắt traction control thì rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể là bị mất lái. Đấy, thì hai cái chế độ nó khác nhau. Thì xe Everest này đã được tính toán cho chúng ta hết rồi. Tối ưu về traction control, tối ưu về cái chế độ hoạt động của động cơ, tối ưu của về hộp số. Và còn chần chờ gì nữa, hay chạy thôi. Đấy, nó sẽ khác nhá. Nó sẽ khác, bạn chuyển normal và bạn chạy cái chế độ này, nó sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt hoàn toàn. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát cái công suất, cũng như cái tốc độ, cũng như cái việc kiểm soát cái chuyển động trọng tâm của xe nó tốt hơn. Đấy, bạn có thể thấy tôi chạy tự tin luôn, gầm cao nhé. Và trên màn hình các bạn sẽ thấy cái hệ thống traction control nó liên tục can thiệp bằng cái bộ đỏ đấy. Wow, chắc chắn đấy chứ. Đấy, chắc chắn đấy chứ. Đi trong phố thì nó có gì đấy, nó hơi mềm, nhưng mà và khi mà đi ở trên này thì các bạn sẽ thấy rằng đấy, 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 nhảy. Ý da, cũng sướng, đi gầm cao là sướng, lại còn được lái theo địa hình nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, hệ thống traction control nó hoạt động liên tục, các bạn sẽ thấy rằng lợi thế đây, phi rầm rầm luôn, có phải gì không ạ? Đấy, các bạn sẽ thấy này, lên, lên nào, không ngại địa hình nhá, không ngại khó, không ngại khó thưa các bạn, không ngại khó, không ngại khó, không ngại khó. Thưa các bạn. Rồi. Yes. Đấy là lợi thế của những chiếc xe được tối ưu theo địa hình, hơn nữa lại tối ưu theo từng chế độ hoạt động nữa. Yeah. Con chân dưới đã lên rồi. Wow. Các bạn có thấy người tôi đẩy lên không ạ? Thực ra chạy một lúc như thế này là cũng khá mệt đấy. Tất nhiên là tôi để chế độ S thì tua máy cao nó tốt hơn. Động cơ biturbo 2.0 210 3 mã lực, mô men xoắn 500 N, vượt cản tốt, hiệu lực. Thực ra nếu như cái động cơ 2.0 này và cái hộp số này nó phải phối hợp tua cao hơn tí nữa thì có lẽ là có tạo được những cái cú bứt tốc và mạnh mẽ hơn nữa. Đấy là điều tôi sẽ mong chờ trên cái thế hệ tiếp theo, những cái bước cải tiến tiếp theo của Ford. Còn với cái điều kiện địa hình ở đây thì thực sự là chức năng
hai cầu chậm này, rồi khóa phi sai chưa cần dùng đến. Nó quá đơn giản với cái chiếc xe như thế này. Và tại sao tôi gọi chiếc xe này là một chiếc xe hai cầu toàn thời gian? Đấy, bộ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, bởi vì nó khác với chiếc xe dẫn động bốn bánh all wheel drive ở cái chỗ là nó dùng cái hộp số phụ thay vì cái việc mà sử dụng cái bộ ly hợp đĩa để chia công suất cầu trước cầu sau. Thì mỗi cái sản phẩm, mỗi cái cấu hình xe nó sẽ mang lại những cái lợi thế khác nhau. Cái hộp số phụ này thì đi những cái đường như thế này, đường dốc, đường như thế này sướng hơn. Còn all wheel drive thưa các bạn là track, là đường cao tốc. Hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm kết. Đã đến lúc bạn về nhà sau một hành trình dài hơi mệt mỏi một chút, thì bạn hãy để chiếc xe làm việc thay bạn bằng cách bấm vào đây. Nó sẽ tự động tìm điểm lùi vào chuồng, bật sinh an để hiểu rằng chiếc xe của chúng ta sẽ đổ vào bên trái. Đấy, đã tìm thấy rồi. Vâng, dừng lại, làm theo hiệu lệnh của tôi và em sẽ làm cho anh tất cả. Lùi thôi. Khoảng cách lề xem nào. Ui, sát quá. Ui, chém nó răng không? Rồi, hơi sát nhá. Thì lại tiến lên, em sẽ phải đổ thẳng cho anh. Yên tâm, hãy tin tưởng vào em. Tất cả là hệ thống cảm biến nhắc nhở rồi. Lại lùi nào. Phải ưng mới được, đã không làm thì thôi. Làm là phải đến đích luôn. Đấy, lá cờ nhá. Đấy, và thưa các bạn, đó, với những chiếc xe công nghệ cao thì nếu như chúng ta làm quen với tất cả những cái thứ công nghệ đấy thì chúng ta sẽ tận hưởng được toàn bộ công nghệ. Và rất đơn giản thôi, khi bạn cần đi ra cũng vậy, thì bạn cũng chỉ sử dụng chức năng ra khỏi trường tự động. Rất đơn giản. Và đó là giá trị của những chiếc xe công nghệ như Ford Everest Titanium bản 2.0 Biturbo.